có cái năng giảm đó thì cầu này cũng đi được, bố cũng đi được. Cứ lên xe là bấm. Hello chào các bác nhá. Em vừa lắp xong một con check Marlin 7 xanh đỏ size S lên bánh 29. Đây thì quay luôn cho các bác xem mình là khi mà lên 29 thì con này nó như thế nào. Đây là con size S các bác nhá. Size S thì điều đặc biệt của nó thì con này đã được đẩy lên bánh 29. Tại vì xe zin của nó thì là bánh 27. Đó. Và khi mà để chúng ta đẩy bánh 29 thì ngoài việc là phải thay bánh 29 xăm lốp 29 thì sẽ bắt buộc sẽ phải thay sang cây phuộc 29 này thì mới lắp vào được. Còn về phần khung thì khung nó đã hỗ trợ rồi. Có một cái hay là tất cả khung đời mới này đều hỗ trợ rồi. Nhưng ngày xưa thì tất cả khung 27 thì chắc chắn là sẽ không lắp được bánh 29. Nhưng bây giờ tất cả khung bây giờ thì đều có thể 29 27 cắm được vào hết. Đó, đây con Marlin 7 màu xanh đỏ. Và khi lắp sang bánh 29 thì cũng thay luôn một cặp lốp sở trong be Hurricane này. Đó. Và cặp lốp này khá là hay trong vấn đề là miền Bắc này đang mưa thì ở giữa này sẽ có các gai nhỏ và hai bên hông thì sẽ có gai lớn. Và đặc biệt nữa là gai của dòng này ở hai bên hông ấy nó làm so le nhau và nó làm cái gai này nó rất là to. Thì nhìn từ xa thì chúng ta sẽ không thấy nó bị buồn cười giống như dòng lốp chọc. Lốp chọc thì nhìn ở xa thì nó hơi bị yếu xe quá. Nhưng dòng lốp này thì nó tạo cho mắt của chúng ta nhìn bề ngang của nó xe nó rất là khỏe. Đấy, về cái phần gai này. Đó. Nên sẽ rất là đẹp. Ví dụ như phần ngang của các cặp lốp Marlin 5 mà nhìn cũng không khỏe bằng cái gai kiểu như này đâu. Mà gai nó rất mềm nhá. Gai rất là mềm, có thể dùng tay và mở ấy được luôn. Nó không bị cứng. Đó, những cặp lốp này thì đi sẽ rất là ok trong vấn đề mùa mưa như này. Hay có một màu xanh đỏ. Đấy thì các bác có thể tham khảo về vấn đề là ví dụ như mình đang ở một cái size mà nó bị lưỡng lam ấy. Đấy thì là size S thì nó bé quá mà size M thì lớn quá thì chúng ta có thể áp dụng cái phương án là thay bánh 29 sang size S thì nó sẽ khắc phục được cái vấn đề đấy. Như bên trước bên em hôm nọ có một anh cũng như vậy. Vợ lấy cho một con size S và chồng lấy con size M thì chồng đi con size M to quá mà vợ đi size S nhỏ quá. Thế là tiện thể hai con đổi bánh cho nhau. Thế là thành hợp. Đó. Đây các bác phải nghiên cứu nhá. Bên em có hỗ trợ đổi luôn nhá, hỗ trợ đổi luôn. Chúng ta sẽ bù trừ theo thỏa thuận. Rồi, em xin cúp video tại đây ạ.